Chia Thảo xin chào cả nhà. Hôm nay là chủ nhật ngày 14 tháng 3. Thì Chia Thảo giao mâm cúng trọn gói bé trai ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Trà Vinh nha. Thì bé trai hôm nay tên là bé Quang Khôi, nên là mình sắp xôi hình chữ K ha nhà ha, tượng trưng cho tên của bé nha. Đó, thì Chia Thảo chúc bé Quang Khôi là đầy tháng vui vẻ, mạnh khỏe, một đời an nhiên. Thì mâm cúng trọn gói là gồm có 12 phần chè bé trai, cho nên là cúng chè đậu trắng, và có 13 phần xôi. Xôi này là xôi gắt kiểu cước nha, có trầu, cao, gạo, rượu, muối, giấy cúng, hoa trang móc mí và thập nến. Giấy cúng thì có quan thấn, có cọp đầy đủ nha. Đó, bây giờ chủ nhà yêu cầu là cúng một con gà và một con vịt. Có cháo, trái cây thì 5 loại, hoa thì 2 loại là hoa cát tường và hoa đồng tiền hết nha ha. Thì bên em đã giao và trang trí xong nha cả nhà. Có 12 hoa đồng tiền để bàn trang trí nha cả nhà ha. Đây cả nhà xem nha. Bây giờ có quan tâm hay là sắp có cúng mâm cúng ngày tháng thần thôi thì liên hệ bên em nha. Chè Thảo đối diện với cổng Điện Trà Vinh, hé Cầu Long Bình 1 nha cả nhà ha. Rồi xin cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, an lành.